trọng là chứng mình vẫn tốt. Chỉ cần có chứng thôi. Chỉ cần mình chỉ cần chứng chứ còn cái gì nữa. Không, em ơi, nhớ phải khám nội tiết của gì thế này em không? Khi nó chạm vào nó có chấp nhận hay không? Đấy, em hiểu là lo thải ra gì. Cái chứng quan trọng là đầu tiên. Thế còn cái mà nó đặt vào mình nó có đồng ý chấp nhận mình hay không ý, thì là mà Tây y nó vẫn can thiệp được. Nó phải làm cổ nó xúc. Đúng rồi, nhiều người nó vào nó không ra được. Nhưng mà cái sự can thiệp đấy là can thiệp được. Nhưng riêng cái chứng mà không có nhưng mà em nghĩ 50 tuổi rồi thì nó còn hơn là cái chứng. Nhưng mà em nghĩ 50 tuổi rồi cái này nữa thì mệt mỏi nhở. Thế thì chị thật ra nghĩ là có con thì sướng nhưng mà khó. Bạn nghĩ là có đứa con thôi bạn cũng tưởng mình thế gì em. Nhưng mà hội bạn ở thanh xã nhà chị toàn thế hết, kiểu cứ mãi làm này ăn này học này hành, và kể cả đưa bạn mà con con bé gái mà con là chị là bái hay cho nít rồi như thế này, mãi là mãi ăn đến bây giờ kiếm từ 100 triệu trên một tháng tiền luôn, bắt đầu mình có sinh viên gia đình, con sinh viên gia đình là gia đình bao nhiêu tuổi rồi, không đến khi nó sinh năm tháng ba nó hộ tạ nhưng mà 80 như thế là 9 thôi, nó sinh lại bao nhiêu? Thì tuổi như vậy thì vẫn được bao nhiêu? Hơn 40 buồn đến năm xịt rồi. 42 nó khác nhá. 42 43 vẫn đẻ được chị nhá. Nhưng đây 50 rồi. Bây giờ 50 tuổi giống như là chứng thì ok, em nghĩ là vẫn còn. Nó vẫn đây được. Chứng thì em nghĩ là ok rồi. Chị ý về các thứ mình bị cái nội tiết để mang thai. Thì chị nghĩ là cái nội tiết để mang thai thì bác sĩ họ cũng có trường hợp như thế. Thì mình đã đẻ một lần rồi thì ok. Nhưng mà dạng như chị Lai nha, phải sang cái gì tâm anh ý. Đúng rồi, phải hỗ trợ sinh sản. Phải sang cái tâm anh ở bên gia Long Biên ý. Cái độ đấy mới là hội ấy đấy. Chị làm bình thường không được đâu. Chị làm bình thường không được đâu. Cái này á, đi viện là đúng, đúng chị, tiền xét nghiệm. Vì thế này này, chị thật ra vừa chị mới bảo với chị Lan Anh như thế này thôi, cũng có khuyên là chị đi khám đi xem tình hình thế nào, nếu mà muốn có con thì ok là phải có luôn và không cần quan tâm cái gì hết, trước hay sau không quan tâm. Mà thế này bởi vì nhá, chị giúp người chị ôm một đứa cháu em nói thật đấy, em nói thật chị giúp hết lòng giúp. Nhưng mà em nhưng mà nếu mà như gia đình em mà như nhà chị Lan Anh, em thật ý, từ lúc năm 43 hoặc 45 tuổi em sẽ đi làm chứng, em sẽ lấy một đứa con về em đẻ em nuôi. Thông báo với em nhé, như thời nay các em bây giờ vấn đề ok. Nhưng mà thời năm 20 vấn đề suy nghĩ không. 40 mấy tuổi làm gì, cách đây có bao nhiêu mới về đây cơ mà. Chị bạn em đứa nó tự đẻ. Em nói thật thì nếu mà em mà là gia đình của chị Lan Anh nhá, 42, 43 tuổi mình mà có một đứa nữa, kể cả mình cũng nhá. Em mà nếu mà em mà như chị là gia đình ấy, em sẽ đi lấy thụ tinh của một người không quen biết, em sẽ về em sẽ bầu, em sẽ làm một người con. Nhưng mà em nghĩ hiện tại ok, nhưng ý của chị ở đây này, gia đình ví dụ như cái nào, chị nghĩ mà thật ra mình cũng mình chứng đủ. Chị đã bây giờ qua suốt ngày cả mối vì con vì cháu như thế làm gì như như vậy này, tức là tự dưng cái nếp suy nghĩ kiến thức đến là anh không đủ. Thì gia đình là phải chị nói là hưởng nghe. Nhưng mà cách đây sang đây thì chị mấy làm gì, chị hiện đại đâu chị. Nhưng mà em tưởng tượng là em không có gì làm sao đây, giúp cháu suốt ngày vây vòng quanh cứ mẹ gia đình như này. Thế đâu, đáng nghĩa phải như chính thế. Chính vì như thế là phải cách chúng nó ra. Em nói chị biết nhá, chính bên nhà nội nhà anh Minh nhà em ở tận quê mà bây giờ nó bằng con Sumi thì bao nhiêu năm rồi. Quê Nghệ An 90 tuổi rồi. 90 tuổi bao nhiêu năm rồi cũng như thế, ở quê không chồng cũng đi làm cái này. Về có con bây giờ á, xinh đẹp á, lớn sinh bằng tuổi Sumi đấy, ở quê em không có tiền cũng đi làm, chẳng tội gì mà con mình mà mình chứ. Con mình bầu thì mình chắc chắn mới là con của mình. Đúng rồi. Không cần biết là chửi bố anh, nó vẫn coi mình là mẹ mình. Đúng rồi. Chị hiểu không? Mình đẻ ra nó mà. Mình đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, kiểu gì mình cũng là mẹ của nó. Không phải là có liên hệ. Nó có liên hệ tình cảm với nhau chứ. Vừa máu mủ bây giờ mình đi nuôi kiểu ở một đứa con của một người đấy khác. Không,
nó vẫn coi mẹ là mẹ thì nó coi gì là mình là mẹ. Đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà chị ý không ấy là chị em đấy, em nói như thế.